Hi hi, hello mọi người. Và bây giờ em đang có mặt tại 349 Ngô Gia Tự, phường 2, quận 10. Lại la, Sawadika. Hôm nay là chủ nhật cuối tuần nè, Lâm quay một vòng nữa coi. Đó, khách đến rất là đông đúc nha mọi người nha. Đó, bên khu A, khu B nè, khu C, khu D. Cú đen hoài giống nội. Trời ơi, cú chồng mà chắc chắn mà kêu tôi đen. Đó, bây giờ em đã kiếm được một nửa kia của mình đây. Xin giới thiệu mọi người, đây, anh Bảo Long. Đây là ông xã của mình. Dạ, chết rồi, cái bắp tay kìa. Trời ơi, anh kêu chưa, anh kêu cái nhân viên chưa? Chết rồi, anh chạy mô tô quá hả? Trời ơi, anh ủi vô tim em đi anh. Ủi vô tim em đi. Trời ơi, chịu gì nổi, trời ơi là chờ. Nhà ở đâu là ông xã? Em ở quận 11 á. Quận 11 á hả? Sao anh biết em vậy? Bạn em kêu qua đây mua đồ. Anh ơi, BD nè. Dễ thương kìa, hôm nay chủ nhật khách rất là đông nha mọi người nha. Đó thì ông xã em ủng hộ em 150, đợi chút nha. Dạ, em đang chiên cho anh á. Dạ, anh ăn cái viên kim đi, tối về anh ăn em. Anh thấy em sao, anh thấy em muốn lên không? Ơ cái gì vậy? Trời ơi chết rồi, nước nó chảy, anh thấy không? Mới vừa gặp anh không mà nước em nó chảy rồi đó. Ăn lấy sức đi nha, tối anh lấy em nha. Tắt đi, để chút. Rồi bây giờ là em sẽ chuẩn bị đi qua khu A với lại khu B. Hôm bữa mình đi khu A rồi, bây giờ mình đi khu B trước. Đó thì khu B là sẽ có cái này cái gì em không biết. Cái này cái gì vậy? Giống con nhím quá vậy. Đó chứ mọi người ơi, anh Lô Tô Ngôi Sao Việt nha. Đó cũng ra tương tác với lại quán với lại Lâm đồ này kia kia nọ. Mong là những anh chị, cô dì, chú bác mình thương yêu ảnh cũng như mình like, subscribe, đăng ký để giúp ảnh có động lực nha. Và bây giờ là em sẽ tràn vô ông xã của em. Dạ. Anh ơi, ở trên mạng nó nói là bây giờ đó là người ta ghép đôi em với anh. Người ta nói là em cũng chưa có chồng, anh cũng chưa có vợ đúng không? Thì dạ, bây giờ hai đứa mình mỗi người đến với nhau. Dạ, tại vì em cũng bực mí trên mạng đó, là em nói là gu của em đó là hết đàn ông xăm chân mà. Ê lộn, quên, xăm hình. Anh thích đàn ông xăm hình. Tại vì đó, bảo vệ cho em này kia kia nọ. Anh kia qua đây với em luôn nè, ông Vàng. Cúc Vàng. Ông xã của em. Đó thì hôm nay đưa lên YouTube thì cho em hỏi là gia đình mình ở đâu vậy anh? Ngồi với em nè anh. Dạ, gia đình em ở Bình Định anh. À, Bình Định đó hả? Dạ. Trời ơi, bỏ về Bình Định, Mãi Đỉnh. Dạ. Trời ơi. Đó, em ở, nè thấy không mọi người, giờ nè, trai Bình Định nè. Em giờ là em thành bệnh luôn nè. Ê quên, cũng bệnh nha. Nói chung là cũng vui vẻ, sương sương. Nói chung là cảm ơn tất cả các anh chị ở Bình Định đã yêu thương, đã ủng hộ quán cái viên chiên, nhất là ủng hộ em. Ủa mà sao anh biết em vậy? Em vô, em chỉ muốn hỏi bé một câu là cu bé cái đôi đen thì con. Trời ơi anh ơi, anh còn câu nào hỏi không anh ơi? Anh thấy anh còn hỏi nữa. Bây giờ bí mật em đưa cho anh coi, đừng nó lên nha. Đây, tắt ra nè. Chứ cảm ơn anh nhiều. Dạ, nha, anh ở Bình Định hả? Dạ, dạ, bây giờ mình đi ở vô Sài Gòn chơi hay là vô đây mình làm anh? Dạ, mình vô đây mình chơi. Giờ vô dạ, chơi hả? Rồi sẵn ghé em chơi BD với em luôn đúng không? Dạ. Dạ, bây giờ mọi người đây chơi, em dẫn anh lên lầu. Em còn một ông anh BD nữa. Ê, trời ơi, em còn một ông anh mà BD, em còn một bà chị. Dạ. Anh này cứ vậy hoài, bởi vì gặp em cái anh quý quá. Anh này tên gì ông xã? Mắc cỡ gì, ai cũng biết mình vậy mà mắc cỡ. Trời ơi, ôi, tên đẹp ông Trường Vũ. Anh này tên gì anh? Em tên Xuân Ngân. À, Xuân Ngân. Anh Xuân Ngân với anh Trường Vũ. Trời ơi, giờ hai anh cái em muốn lên quá. Lên tăng xong. Thấy chưa, cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh Ngân với lại cảm ơn anh Vũ. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn yêu và ủng hộ em. Đó thì bây giờ để mọi người vô, bây giờ hai anh có lên lầu với em không? Dạ không. Không, tại vì bữa nay chủ nhật cuối tuần là quán bên em á có dành tặng tri ân cho khách á, là mình ăn bill trên 200 á, là có một phiếu chơi BD là xúc bình xăng con với đá chân cút. Dạ. Bây giờ em nhường cho anh này. À dễ thương. Tụi anh em mình với nhau thấy không mọi dạ, người? Thấy con Mino đẹp quá, bên đây đẩy qua bên đây đẩy qua bên kia, rốt cuộc cái không có bên nào luôn. Anh lên trước ha. Không, tại vì bắt buộc á, tại vì bên em là có dịch vụ là tặng quà bắt buộc. Đi lên với em. Đi từ từ quen à. Không có ai dòm á, ở đây tại vì mọi người đều à, có nghĩa là anh mắc cỡ. Có nghĩa là bây giờ để cho anh ăn no, anh lấy sức đi. Thôi bây giờ anh ăn no lấy sức đi ha. Đó, một chút để anh xúc. Vui vẻ không? Đó, dễ thương, cảm ơn mấy anh nha. Dạ. Đó, bây giờ bên khu B là em sẽ đi vòng bàn. Hello con Cúc Vàng, hôm bữa chụp hình rồi nhớ không? Trời ơi, anh tính nói vậy đúng không? Trời ơi, hôm bữa chụp hình với con rồi, bây giờ mẹ chụp hình với ba. Được. Đó. Ngủ với mẹ đây. Đó, tối nay con ngủ với mẹ nha, con Phương ngủ với ba. Đấy là lầu 1 luôn nha. Dạ, chúc hai đứa mình lên lầu 1. Đi như ngủ đi anh. Đó cái, à, trời ơi, đó. Cái bụng hai vợ chồng giống nhau không? Vô hai vợ chồng mình. Quay, quay.
Con quay quẩn con vợ mẹ kìa, mẹ con làm gì kìa. Kìa kìa mẹ con kêu gì kìa. Ok, cảm ơn chị, cảm ơn gia đình mình nha. Dạ, vô vô. Trời. Vô chụp hình với mẹ nè con, đi đâu vậy? Trời ơi, ở đâu chú Tiểu dễ thương vậy? Ai di phò phò. Vô hai mẹ con mình chụp tấm hình con, nó mắc cỡ vậy. Đi lên mẹ ẩm con chụp tấm hình nè. Con đi đâu vậy? Ủa bé đâu rồi? Trời ơi. Tôi ẩm nó, tôi ẩm lộn ba nó luôn rồi trời. Quá trời rồi, tôi lại anh thiệt chứ. Đó bây giờ là qua khu B. Đó mọi người thấy không? Anh chị cô dì chú bác đến rất là đông luôn, cho nên rất là cảm ơn. Khu đen. Trời ơi, nghe qua như sét đánh ngang tay. Ai? Ai là người kêu em cu đen? Anh. Mà cu em đen không? Không có đen, hết đen rồi. Giờ nói chuyện quá thâm rồi. Dạ. Nói chung cảm ơn mấy anh đã thương yêu em và ủng hộ nha. Dạ cảm ơn anh chị. Em không đi tắm trắng đi cu đen. Hết. Xù. Cái gu của đàn ông bây giờ là đen. Mà đen quá trời rồi lắm. Không phải. Em đen như cục than ngầm. Mà lòng muốn dạ ưng. Hiểu không? Câu thơ là vậy đó. Hay vậy quá. Dạ đúng rồi. Da em đen như lòng em trắng. Vì em gian nắng cho nên nó mới đen. Ê! Bí mật, cái đó chút nhắn tin đi, không có nói tùm lum tùm la nè. Chút hai hai đứa mình nhắn tin. Anh hả? Dạ. Cảm ơn anh nhiều nha. Dạ, cảm ơn bạn anh. Đó, mọi người thấy không? Anh chị, tất cả anh chị mình ở gần ở xa nè, ở Bình Định nè, ở Phú Yên nè. Nói chung là ở tất cả các tỉnh luôn mọi người thấy không? Rất là thương yêu em. Và bây giờ em đã chọn được rồi. Đó thì cũng xin giới thiệu với mọi người, đây là ông xã của em. Dạ ông xã thứ 88 trong ngày của em. Ăn no chưa anh? Mém no. À giờ bây giờ ăn cho no đi, hai đứa mình lên chỉnh động phòng nè. Đó, dạ đúng rồi, tại vì hôm nay là combo chủ nhật đó, là ai ăn trên 200.000 là em có dịch vụ là phi xúc bình xăng con. Không biết sao không? Anh tính ăn no, ăn cái bên chiên no, nhưng mà tại vì tính để dành để ăn em luôn á. Rồi rồi rồi. Đó. Ê, đó em phục vụ từ A tới S luôn. Đó thấy chưa? Mấy bà trả lời với ổng của tôi đi, dễ thương. Đó có sai của em là hoàng thượng giống vậy nè. Tối nay nhớ sủng mái thần thiếp nha. Trời ơi ơi, gu của gì cầm. Trời ơi rồi, tới trong chuyện luôn rồi. Cảm ơn anh nhiều nha ông xã, cảm ơn gia đình mình nha. Dạ, sao qua đi kha. Đó bây giờ là em sẽ đi qua bàn này, hồi nãy em chấm được một anh rất là đẹp trai. Dạ bây giờ là ai cũng có đâu có gặp mọi người thấy không? Bây giờ chỉ có anh này chưa có đâu có gặp. Ủa? Ha. Hello anh này sắc. Anh trong nhóm 365 đúng không? Không có. Đúng rồi, anh là Isaac nè. Không phải luôn. Cảm ơn anh sắc nha, bữa nay ghé em. Dễ thương, hai vợ chồng em đẹp đôi không mọi người? Dạ đẹp. Chụp tấm hình đi em. Dạ có liền. Chết rồi, dễ thương đẹp trai quá. Ủa. Nói nghe là anh từ đâu đến nha anh? Từ hả? Bình Thạnh tới. Bình Thạnh, trời ơi chết rồi. Bữa nay dân Bình Thạnh nhiều lắm nha mọi người nha. Trời ơi chết rồi, bắp tay bắp chân kìa. Tối nay em về em bắp vai cho anh nha. Vui vẻ. Nhiêu tuổi rồi ông xã? 25 rồi. 25 mà hả? Dạ. Mình ở nhà một mình đúng không? Hay là ở chung với ai? Ở hai ba đứa luôn. À hai ba đứa luôn hả? Tối nay đuổi hai ba đứa đó về đi, em ở với anh. Nói okay. Với anh tên gì vậy? Anh tên Kevin. À Kevin, trời ơi. Cái tên thôi mà nghe đã muốn chảy nước rồi đó. Anh Kevin. Trời ơi, nhà ở Bình Định. Chết rồi. Sao lại biết Bình Định? Anh mới nói. Ủa anh kêu ông anh có nói. Mà. Nhưng mà anh tả. Anh tả quê của anh, anh đánh lạc hướng chị. Hiểu không? Có nghĩa là anh ra một bài toán khó để cho chị giải. À. Chị đã giải được rồi. Tối nay hai em về nha, chị về với ảnh. Ở dưới đẹp trai ha. Nhưng mà chị có tập gym không? Chị có tập ba, ba tụi em làm PT. À ba tụi con làm PT á hả? Dạ đúng trời rồi. Ơi, chết rồi, cho giờ em tú. Sale khách liền. À là PT. Ý là PT là vừa vô là mình tập sao anh chỉ em tập đi. Thôi. Không anh phải chỉ tập để cho mọi người đồ người ta biết anh làm PT. Để cho em chỉ vậy. Không không, người ta yêu cầu anh. Anh đứng dậy anh chỉ em một hai động tác đi, đứng dậy đâu có sao đâu. Ôi ngại lắm. Không có ngại đâu anh. Ý là mình mới vô là mình phải làm sao đồ này kia kia nọ mà có ngại thôi. Em PT em còn không ngại nữa mà anh ngại gì đúng không anh? PT là mình vậy hả anh? Mình có tập cái gì cho cái mông mình bự không, là mình tập cái gì anh? Tập đánh. À tập. À tập đánh có nghĩa là em chu vậy rồi cái anh đánh vậy hả? Vui ha. Trời ơi dễ thương. Nói chứ ba anh trai này là tập PT nha mọi người nha. Anh chị nào mình có yêu cầu PT đó đó mình dạy, mình mời ba anh này về dạy kèm. Đó trước mắt là em kèm một anh này nè. Đó là tối nay về không biết anh dạy em hay là em dạy ảnh nữa.
nó chứ dễ thương quá. Cảm ơn Kevin nha, nói chung là cảm ơn mấy anh đã yêu thương, đã ủng hộ em. Có hiếu gì kêu em nha. Chết rồi, tối nay chỗ cũ nha. Ngồi đi con, ngồi đi con. Có hiếu gì kêu em nha anh chị. Dạ, hello chú. Chị ơi chị, thấy chưa, chị kêu xong em bé nó kêu kìa. Chú ơi chú. Trời ơi. Cảm ơn con, dễ thương. Chú nghe. Dạ, dạ. Dạ, cảm ơn con nghe, bye bye. Bye bye. Dạ. Dạ. Tại vì ở quán này chưa kia nọ em sợ. Dạ. Dạ. Ok, cảm ơn chị. Đó, bây giờ đó mọi người thấy không? Đó, những người yêu thương em mà. Có cô chú nè, có thiếu nhi nè, có mấy bạn chung cỡ trang lứa với em nè, rồi có mấy em mà có mấy anh chị đã yêu thương ủng hộ em. Này kia kia nọ kêu gì ạ? Chị kia mày kìa. Kêu gì anh? Ai chụp hình đi, hai đứa mình lại. Đưa cho bả giữ con đi, bữa nay chủ nhật là của em mà. Anh nói với người ta là chủ nhật là của em. Bữa nay mẹ giữ con, mẹ giữ em bé nha. Mẹ ơi, bữa nay mẹ giữ em bé nha. Mẹ đâu rồi? Bữa nay mẹ giữ em bé nha. Thì đó, em giữ ba. Chết rồi. Về, cảm ơn anh nha. Dễ thương rồi, trời ơi đó. Nói nghe nè, khách của em là trai gái là đều đẹp, chỉ có BD là sủ đó. Mọi người thấy BD quán không? Không, ý chị nói là BD ở đây đẹp quá. Thiệt. Dễ thương ghê á, BD uống tóc nè, rồi sức si gum nè, bữa nay cái mặt nở hồng giống ai biết không? Giống gái Đà Lạt đó mọi người. Gái Đà Lạt mà cưỡi lạc đà đó. Đó mọi người thấy không? Đó, người đẹp BB. Đó thì bên ngôi nhà bong bóng của em là gồm có các thành viên là người đẹp BB. Người đẹp BB là đảm nhận trách nhiệm là sẽ order cái viên chiên, rồi sẽ bưng phục vụ cái viên chiên cho tất cả mọi người. Đó thì trong quá trình sơ sót thì nhiều khi đông quá, hoặc là BB lu bu đó, hay là giống như là cái tiếng nói của BB hơi lớn tiếng, mọi người đừng bỏ qua cho BB nha. Tại vì BB học lớp 3, BB ngủ rồi, BB nghỉ rồi. Đó, bây giờ review người kế tiếp, đó chính là người đẹp Quốc Hải. Đó, Quốc Hải thì cũng đảm nhiệm vai trò là vô tương. Đó, mọi người thấy mấy hộp chấm không? Tương đen, tương đỏ với cải chua với lại tỏi ở sa tế đó. Đó là Quốc Hải sẽ đảm nhận vai trò là làm hộp nương nước chấm. Còn nếu mà đông quá là Quốc Hải sẽ đi chạy bàn phụ VV. Đó, còn bên trong là sẽ có Gia Hưng nè, có bé Nhi nè. Bé Nhi sẽ là đảm nhận vai trò là chiên cá viên chiên với lại chiên mắm tỏi. Dạ, dắt sớm giống như là vắng khách thì tụi em sẽ chiên mắm tỏi. Gì vậy má? Trời ơi, chết rồi. Em thấy trong người em vui, bữa nay bán lai gai thấy vui. Bữa nay đông mà lai gà cái gì con điên. Chỗ bán vậy mà nó muốn cái gì nữa trời. Ý là bây giờ là vô về vô. Bữa nay chị bận nhìn giống con gấu misa. Ồ, hồi nãy đằng kia kìa, có anh kia anh ghen kìa. Đó mọi người thấy không? Một người trong một đại LGBT mà mở miệng không có duyên dáng. Người ta khen em giống con bò sữa. Còn nó nói em giống cái gì đâu, mày nói coi. 101. Chỗ đượm. Dễ thương ha, có duyên dễ sợ. Đi tới đâu là duyên tới đó. Dạ. Đó thì bây giờ là người đẹp bà Gia Hân sẽ chiên cái viên chiên cho mọi người. Ủa rồi, má ơi. Xui vậy trời. Có chanh không, nặng vô miệng đó coi. Đó, người đẹp ơi, người đẹp Gia Hân với người đẹp nha. À, bé Nhi là... Thôi đi. Trời ơi. Sợ lắm má ơi. Tôi sợ khúc này cắn á. Ồ, hết hồn á. Sợ cắn hết hồn. Đó, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Cảm ơn anh chị, cô dì, chú bác mình ở gần ở xa đã luôn thương yêu và ủng hộ. Và mọi người đừng quên nha. Đăng 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 đăng. Lâm quay sát cái này Lâm. Đó, đây là app Shopee Food nha. Đó, để dành tặng cho những anh chị em, bạn bè nào mình ở gần ở xa đó. Tại vì nhiều khi mà giống như là anh chị mình không có xe đi ra quán em, hoặc là anh chị mình làm đêm hay là tăng ca, hoặc là ở nhà của bạn xa quá, thì những anh chị mình ở 12 quận đó. Dạ, ở lân cận 12 quận, giống như là quận 8, quận Gò Vấp, quận 7, quận 6, quận 5, quận 3. Nói chung là tất cả các quận lân cận ở 12 quận đó. Em không có ship tỉnh nha, chỉ ship 12 quận thôi. Là có mọi người cứ search cái app Shopee Food. Sẽ có cái viên chiên cháy tỏi, cái viên chiên mắm tỏi, cái viên chiên truyền thống. Rồi kèm vô đó là sẽ có nước, đồ này kia, có menu nước để cho mọi người lựa chọn luôn. Để cho mọi người đặt trên app, là trên app sẽ phục vụ mọi người. Đó, mọi người một công mà đôi chuyện, vừa giải cứu cái viên chiên với lại nước của em, mà vừa giải cứu luôn mấy anh Shopee Food, để giúp cho mấy anh có những cái đơn để mà chạy kiếm tiền, nuôi vợ, nuôi con nha mọi người nha, nuôi gia đình nữa. Đó, thì kết thúc cái clip em gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người. Cảm ơn anh chị, cô dì, chú bác mình đã luôn thương yêu và ủng hộ. Mình coi Vinh Kinh Thu Vương Cái Viên Chiên nè, kinh của anh Lô Tô Ngôi Sao Việt.
đó, giúp cho em có động lực đó. Mọi người nhớ like và subscribe đăng ký nha mọi người nha. Tại vì sao khi mà mọi người like, mọi người subscribe đăng ký á, là giúp cho anh Loto Ngôi Sao Việt này, giúp cho Lâm Evan này, giúp cho Thu Phương Cái Viên Kiên có động lực quay thật là nhiều clip, ra thật là nhiều video vui nhộn để phục vụ mọi người. Và bây giờ chủ nhật cuối tuần, và đẹp Vũ Đô Phương xin thay mặt quán Cái Viên Kiên 349 Ngô Gia Tự gửi lời cảm ơn, gửi lời tri ân đến tất cả mọi người. Chúc cho cả nhà có một buổi tối chủ nhật an lành và hạnh phúc nha mọi người nha. Bye bye cả nhà. Mua, mua, mua.